Các bạn phải đăng nhập và các bạn phải có một cái tài khoản đầu tư trái phiếu tại Techcom Security. Đó, thì các bạn sẽ mua được trái phiếu đó. Đây chính là một cái màn hình để thực hiện giao dịch đầu tư trái phiếu tại Techcom Security. Đấy, các bạn có thể thấy là khi mà thực hiện có một cái tài khoản ở Techcom Security thì bạn có thể là đầu tư trái phiếu này, đầu tư cổ phiếu và quỹ này, rất dễ đúng không ạ? Thế thì để mua được trái phiếu thì bạn sẽ phải làm như thế nào? Đó, thì bạn sẽ vào cái mục đặt lệnh trái phiếu này. Đó. Đây là một cái danh sách trái phiếu. Đó. Và có thể gọi đây là một cái bảng bảng giá trái phiếu của Techcom Security đang phân phối, có 151 mã này. Đấy, 151 mã trái phiếu này. Lãi suất này trên năm này. Đó. Cái tỷ lệ hàng cái lượng hàng còn lại này là bao nhiêu tiền này. Đấy. Số tiền đầu tư tối thiểu này, bạn có thể nhìn này. Đó. Rất dễ đúng không ạ? À, có niêm yết hay không này. Đây chúng ta cái niêm yết này chính là niêm yết ở trên sàn chứng khoán đấy ạ. Có tài sản đảm bảo hay không? Đây các bạn có thể nhìn này, rất rõ ràng là có tài sản đảm bảo hay không. Thì bạn có thể mua hoặc là có tài sản đảm bảo hoặc không có tài sản đảm bảo. Bây giờ mình sẽ chọn cái trái phiếu của Vingroup mà mình chia sẻ từ cái tiêu đề bài viết. Đó. Thế thì bây giờ tìm trái phiếu Vingroup như nào? Đấy, bạn chọn vào đây. Trái phiếu Vingroup hoặc là công ty con của Vingroup nhé. Đây. Đây chúng ta có VinFast này. Đó. Bây giờ tìm trái phiếu VIX đúng không? Vinplan. À, Vinplan cũng thuộc tập đoàn Vingroup. À đây, trái phiếu VIX đây ạ. Công ty cổ phần tập đoàn Vingroup. Đó, trái phiếu của Vingroup đây. Lãi suất là 7.16%. Đó. Còn lại cũng không nhiều. À, số tháng còn lại chỉ là 6,7 tháng, 6,9 tháng thôi. Bây giờ mình sẽ chỉ cho các bạn xem nhé. Xem thông tin trái phiếu nhé. Đây rất là rõ ràng. Đây là một cái bảng mô tả rất rõ ràng. Đấy, ngày mua là ngày 10 tháng 4 năm 2020. Đấy, chính là ngày hôm nay. Đó. Tổng số tiền mình sẽ nhận về sẽ là 1.102.403 đồng sau 6,9 tháng đầu tư. Đấy. Bây giờ mình sẽ xem thông tin chi tiết hơn về trái phiếu này. Mệnh giá là 100.000 đồng, phát hành ngày mùng 5 tháng 11 năm 2018 và đáo hạn ngày mùng 5 tháng 11 năm 2020, và không có tài sản đảm bảo. À, gốc lãi thì được thanh toán 6 tháng một lần tính từ ngày phát hành. Đây coupon, lãi suất của hai kỳ đầu tiên sẽ là 10%. Và lãi suất của hai kỳ sau hai kỳ đầu tiên thì sẽ bằng 4% cộng với cả trung bình cộng của lãi suất tiết kiệm 12 tháng của các ngân hàng BIDV, Ngoại thương, Công thương và Techcombank. Đấy. Cũng khá là tốt đúng không ạ? Biên độ được 4%. Đấy, cái lãi suất 6 chưa tái đầu tư này. Đó. Thì các bạn sẽ được tính dựa trên bằng với cái lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng của các cái ngân hàng đó và cộng thêm 4%. Đó thì nó sẽ ra được cái lãi suất đầu tư của 6,9 tháng. Và nếu bạn tái đầu tư đấy
thì lãi suất sẽ được tận 7.16% trên năm. Ok. Trái phiếu này thì không có tài sản đảm bảo. À, nếu mà trong trường hợp nhé, bạn có thể xem này, bạn nếu mà bạn bán trước hạn nhé, sau thời gian đầu tư một tháng mà bạn đã bán rồi thì bạn chỉ được hưởng 3.94% trên năm thôi. Đó. Và nếu sau 3 tháng bạn bán thì bạn sẽ chỉ được hưởng 6.51%, và sau 6 tháng bạn bán thì bạn sẽ được hưởng là 6.09% trên năm nhé. Đây là tính trên năm. Và nếu muốn quy ra thời gian là tháng thì bạn sẽ thực hiện tính dựa trên cơ sở là số ngày thực tế, số tháng thực tế đầu tư. Đó. Trái phiếu này là trái phiếu BRICS. BRICS. iBond BRICS. iBond BRICS là cái trái phiếu mà bạn sẽ tự thực hiện đấy, mua và bán trên cái phần mềm iConnect của Techcom Security đấy. Và khi mà bạn bán ở trên đó thì có rất nhiều các nhà đầu tư của Techcom Security sẽ có thể tham gia mua lại cho bạn. Và có thể là trong các nhà đầu tư đấy, có thể Techcom Security họ sẽ mua cho bạn. Đấy, tùy. Nhưng mà phương án này là do nhu cầu của thị trường mua cho bạn. Và nếu trong trường hợp mà không có ai mua trái phiếu này cho bạn thì bạn có thể là cầm cố trái phiếu này tại ngân hàng Techcombank để mà thực hiện có tiền đấy, để sử dụng cho các cái mục đích mà cần thiết của mình. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn mua này. Chọn trái phiếu VIX rồi xong. Mình sẽ chọn số lượng mua tối thiểu. Đó. Mình sẽ mua tối thiểu là 10 trái phiếu. Đấy, trái phiếu này rất là hay bởi vì là mình mua được tối thiểu là 10 trái phiếu và chỉ mất khoảng 1 triệu thôi. Đó. Mình sẽ đặt mua nhé. Xác nhận này. Đó. Mình đã đặt lệnh thành công. Đồng ý thôi này. Đây là cái bản hợp đồng. Đó. Thì các bạn có thể thấy là có ba cái hợp đồng nhé. Ba cái hợp đồng. Một là hợp đồng HD00 nêu các cái rủi ro liên quan đến đầu tư trái phiếu. Đó, bạn phải đọc rất kỹ và bạn hiểu rõ cái rủi ro này. Hợp đồng thứ hai là hợp đồng HD01 là chính là cái bản đăng ký mua trái phiếu của bạn. Đấy. Cái hạn chuyển nhượng sẽ là 10 tháng 5. Và hạn thanh toán sẽ là trước 14 giờ 30 phút ngày 10 tháng 4. Đấy, hợp đồng HD03 là phiếu lệnh mua chứng khoán của bạn. Và đây là một tuyên bố giao dịch của TCBS. Khi tham gia vào giao dịch này, tôi xin tuyên bố như sau. Tôi hoàn toàn nhận thức được rằng, đấy, tôi đang giao dịch với công ty chứng khoán. Tức là đây là một cái tuyên bố giao dịch online. Đó. Và bạn đọc và bạn phải hiểu rõ các cái thông tin này khi mà tham gia giao dịch. Và khi bạn kích vào cái nút tôi xác định đã đọc và hiểu rõ và đồng ý với các nội dung nêu trên, đó, thì bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm vào các kết quả giao dịch. Bây giờ bạn chỉ cần việc ký hợp đồng xác nhận. Đó, bạn sẽ chờ có cái một cái mã OTP đó gửi về điện thoại cho bạn. Đấy, nếu mà bạn nào đăng ký IOTP, tức là cái mã OTP trên trên app thì là bạn sẽ nhờ tự nhập vào. Còn nếu mà ở đây mình nhập theo SMS đó, thì mình sẽ nhập luôn nhé.
Ok, như vậy là mình đã hoàn thành đặt lệnh đầu tư trái phiếu của tập đoàn Vingroup, và cái thông tin trái phiếu này sẽ được thực hiện là trước ngày mùng 5, mùng 10 tháng 5. Đó, thì sau một ngày thì Vingroup sẽ chốt lệnh giao dịch cho mình. Đấy. Khi mà khớp lệnh trên iConnect, thì nếu mà trong trường hợp có nhà đầu tư nào bán ở trên iConnect trái phiếu Vingroup thì mình mới mua được. Còn nếu mà trong trường hợp không có nhà đầu tư nào bán thì mình không mua được. Ở đây câu chuyện là mình chỉ khớp lệnh thôi, đặt lệnh thôi, phiếu đặt lệnh thôi. Sau khi mà đặt lệnh thành công thì lúc đấy Vingroup họ mới 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 xác thực cái giao dịch và xác thực trái phiếu cho mình đấy, để chuyển cho mình đấy, vào tài khoản của mình đấy. Phải chờ một nhà đầu tư khác ở trên cái ứng dụng iConnect bán cho mình thì mới được. Đó, xin cảm ơn các bạn rất nhiều, và hy vọng rằng sẽ được thảo luận nhiều hơn với các bạn khi mà đầu tư trái phiếu Vingroup.